Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người xưa và những người cao tuổi ngày nay thường truyền nhau một câu rằng: tin ba phần, ngốc ba phần, còn lại ba phần dành cho con cháu. Ý nghĩa ấy là gì? Ý là chúng ta sống trên đời này đừng tỏ ra quá tinh minh. Bởi vì xung quanh chúng ta không ít những chuyện dở khóc dở cười. Chẳng hạn như là có những cha mẹ đặc biệt thông minh nhưng lại sinh con ngốc nghếch. Đổi lại có những cha mẹ rất đổi bình thường nhưng lại sinh con thông minh xuất chúng. Thế hệ này thông minh nhưng thế hệ tiếp theo có thể ngược lại. Điều này mang ý nhắc nhở rằng mỗi con người đều có vận số riêng. Dẫu có bôn ba cũng không qua thời vận. Nên làm người đừng hiển thị quá thông minh, đừng quá toan tính hết điều này đến điều khác. Nếu chuyện gì nhất nhất cũng đem lên bàn cân mà so đo tính toán từng ly từng tí, thì thử hỏi sống vậy có mệt mỏi không? Vậy thì ba phần tin, ba phần ngốc đó là gì? Dành ba phần nào cho con cháu? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Đầu tiên đó là tin ba phần. Thứ nhất, tin thông ba phần cần dùng sự chuyên nghiệp của bản thân để thực hiện. Bởi vì kiến thức là không ngừng phát triển và thay đổi theo thời đại. Nếu bạn không tiếp tục cập nhật kiến thức và học hỏi kiến thức mới, thì những gì bạn biết sẽ dần dần bị đào thải trong xã hội. Chúng ta phải kết hợp lý thuyết với thực tiễn và vận dụng những thành tựu phát triển của khoa học hiện đại vào chuyên ngành của mình, như thế mới thu được kết quả vượt trội và không bị đào thải. Thứ hai, vận dụng ba phần tinh thông trong cuộc sống. Cần kiến lập những quan điểm đúng đắn cho bản thân về nhân sinh quan và giá trị quan, cố gắng hòa nhập bản thân với xã hội, còn phải có thể thích nghi hoàn cảnh và sau đó thông qua nỗ lực của bản thân để thay đổi hoàn cảnh. Cũng cần phù hợp với trào lưu trong thế giới rộng lớn này. Bởi vì người người đều có thể sinh tồn trên trái đất này, vậy chúng ta càng cần tồn tại tốt hơn nữa. Thứ ba, vận dụng ba phần tinh thông trong xử lý mâu thuẫn và vấn đề. Học cách cân bằng hợp lý các mâu thuẫn, xử lý uyển chuyển trước những cảm xúc khác nhau của từng cá nhân khác nhau. Đồng thời khi đối diện với thất bại, có thể hiểu và rút ra được bài học giáo huấn để không phải trượt ngã hai lần tại cùng một vấn đề. Ba phần ngốc là gì? Thứ nhất, ngốc ba phần chính là khả năng có thể chịu được. Đừng bận tâm quá nhiều vào được mất cá nhân. Trong công việc, người quản lý nào cũng có thể chịu thiệt hoặc tổn thất, thì người ấy có thể lãnh đạo được đội ngũ. Một cá nhân có thể chịu thiệt chính là người có thể đứng vững trong tập thể. Một gia đình có thể chịu thiệt chắc chắn có thể bảo trì mối quan hệ hữu hảo với hàng xóm. Vậy, người có thể chịu thiệt có thể chỉ thiệt thòi một chút thôi, bởi vì đó là người xem nhẹ lợi ích vật chất, biết nghĩ cho người khác, là người có giáo dưỡng, thì trong cái mức biết đâu lại được, có thể còn tốt hơn. Còn đối với người không thể chịu thiệt, làm gì cũng khư khư lợi ích cá nhân, chỉ lo mình bị tổn thất, người như vậy chẳng phải ích kỷ là gì. Cái tư tâm quá lớn ấy biết đâu sẽ hại chính bản thân mình, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ cho mà xem. Thứ hai, ngốc ba phần chính là có thể chịu khổ. Nông dân có thể chịu khổ nên họ có được niềm vui trong mùa thu hoạch. Nhà khoa học có thể chịu khổ nên họ đột phá những vấn đề khó khăn để đạt đến thành tựu vĩ đại. Người thầy giáo có thể chịu khổ nên họ có cả một bầu trời tri thức trong tâm. Người học sinh có thể chịu khổ thì thành tích học tập dĩ nhiên xuất sắc. Người lãnh đạo có thể chịu khổ và phó xuất vì dân nhất định sẽ nắm được trong tay sức mạnh của quần chúng. Những thành viên trong một gia đình có thể chịu khổ, khổ tận cam lai sau đó sẽ là những ngày tháng yên vui hạnh phúc. Người có thể chịu khổ, qua cơn mưa thì trời lại sáng thôi. Còn người không thể chịu khổ, biết đâu sẽ chịu khổ cả một đời cũng nên. Bởi người già thường nói một câu, tuổi trẻ cơ cực, sau này sung sướng. Thứ ba, ngốc ba phần chính là có khả năng nhẫn nại. Bất kỳ sự thành công nào cũng chưa bao giờ thiếu đi một chữ nhẫn. Người xưa cũng nói rằng dục tốt bất đạt kia mà, làm gì cũng không nên vội vã và đi đường tắt. Ví như các ngôi sao bóng đá cả đời chỉ đá một trái banh, chỉ tập trung tìm hiểu thao tác và hoàn thiện kỹ thuật để làm sao có thể ghi bàn thắng hoàn hảo nhất. Nhà khoa học Edison đã trải qua rất nhiều thất bại trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Chẳng phải tất cả họ một đời nhẫn nại là gì? Vậy thì ba phần lưu lại cho con cháu là những gì? Thứ nhất, bồi dưỡng con cháu yêu thích học tập, nghiên cứu và đọc sách thật nhiều.
Nếu con cháu không có phúc báo thì lưu lại nhiều tài sản cũng không có tác dụng, con cháu cũng không thể hưởng được, lại còn tiêu tán mất. Nhưng nếu con cháu có nền tảng học hỏi và nghiên cứu sách vở, thì trong tâm sẽ chứa đựng những điều hay ý đẹp và sự giáo dưỡng từ tấm bé. Đến khi trưởng thành sẽ có thể tự lực cánh sinh, có thể tạo nên sự nghiệp, như thế mới có thể bền lâu. Nếu bạn muốn lưu lại cho con cháu tiền muôn bạc vạn, thì trước tiên hãy nhớ đến câu nói bất hủ này của người xưa: không ai giàu bằng họ, không ai khó ba đời. Thứ hai, nên dạy cho con cháu tính cần cù, thiện lương và làm việc đến nơi đến chốn. Dưỡng cho con cháu phẩm chất và đạo đức làm người, có khả năng chịu đựng khó khăn, không sợ tổn thất, không ngại thất bại, như thế mới là sự giúp đỡ thiết thực nhất dành cho chúng. Đừng vì quá cưng chiều, sợ con mình khổ mà dạy chúng tránh khổ, tránh thiệt và thích kiếm lời nhỏ. Thứ ba, tạo cho con cháu khả năng đối diện với khó khăn, tính nhẫn nại và độc lập. Động lực làm việc chăm chỉ và kiên trì. Một gia đình nhẫn nại và chăm chỉ mới có thể kim ngọc mãn đường và phú quý may mắn. Làm người nên ngốc một chút, dẫu thật sự thông minh cũng đừng tỏ ra quá thông minh. Người hiểu được ba phần ngốc chính là người có phúc khí. Hiểu được lưu lại ba phần cho con cháu chính là thể hiện tầm nhìn và trí tuệ. Quý vị thân mến, có một nhà văn từng nói sống ở đời có lúc quả thực cần tới sự thông minh, nhưng cũng không thiếu được những lúc phải tỏ ra hồ đồ. Đối nhân xử thế, biết cách giả câm giả điếc, biết cách giả ngốc đúng lúc, đó mới là kẻ khôn ngoan đích thực. Chu Tử Gia Huấn có dạy rằng, phàm là chuyện gì cũng nên tém lại một chút, lúc đắc ý cũng đừng quá khôn ngoan. Đối nhân xử thế cũng cần có thái độ, đừng dồn ép ai vào đường cùng. Làm người làm việc, học cách giữ lại một khoảng trống thích hợp, không quá độ, không quá giới hạn, mới có không gian cho đôi bên cảm thấy thoải mái, mới duy trì được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cũng giống như các cụ nói, làm người 3 phần say, 7 phần no, 8 phần đối đãi, vậy là đủ. Cụ thể lời dạy như thế nào, hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ở phần sau của video nhé. Đầu tiên là 3 phần say. Có người nói trạng thái uống rượu tuyệt vời nhất không phải chỉ nhấm nháp một chút, cũng chẳng phải uống say mềm để quên hết sự đời, mà là vừa đủ 3 phần say. Trạng thái say mà không say, tỉnh nhưng cũng chẳng phải tỉnh, biến tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ và đẹp đẽ, con người cũng trở nên nhẹ nhõm tự tại. Uống rượu là vậy, làm người cũng là vậy. Trong sự thế đừng quá tính toán so đo, làm vậy chỉ khiến đôi bên khó xử, biết giả vờ hồ đồ đúng lúc mới là trí tuệ lớn của đời người. Thư pháp gia Vương Hi Chi của Trung Quốc khi còn nhỏ là một cậu bé rất thông minh lanh lợi, rất được lòng tướng quân Vương Đôn, thường được tướng quân cho đi bên cạnh, cùng ăn uống cùng ngủ nghỉ. Một buổi sáng nọ, tiên phụng vào lều của Vương Đôn để thương thảo chuyện binh, nhưng lại hoàn toàn quên mất việc Vương Hi Chi cũng đang ngủ say trong lều. Được nửa cuộc trò chuyện, Vương Đôn chợt nhớ ra trong lều có Vương Hi Chi. Ông bèn nói, ta quên mất, Vương Hi Chi còn ở trong lều, có nên thủ tiêu tên nhóc này không? Vương Đôn nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ, nhưng lại trông thấy Vương Hi Chi đang ngủ rất say, nước dãi nhỏ khắp gối. Thì ra cậu bé Vương Hi Chi không chỉ nghe thấy hai người đang bàn việc quân, mà thậm chí còn nghe được việc hai người họ muốn tạo phản, biết rằng họ nhất định sẽ không tha cho mình. Vì vậy, cậu bé nhanh trí nhổ nước bọt ra gối, rồi úp người giả vờ ngủ tiếp. Cũng nhờ biết giả ngốc, đúng lúc mà Vương Hi Chi đã thoát được một kiếp. Làm người không cần quá tinh khôn, 7 phần tỉnh táo, 3 phần hồ đồ vừa đủ. Tiếp theo là 7 phần no. Các cụ dạy rằng ăn cơm 7 phần no thọ tới già. Thói quen ăn uống như vậy vừa giúp giảm bớt gánh nặng lao động cho dạ dày, vừa giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Đời người cũng như vậy, duy trì cảm giác đói khát thích hợp, đối nhân làm việc biết chừa khoảng trống, vừa là độ người vừa là độ ta. Chừa cho người khác một đường đuôi, vừa là thành toàn cho họ, cũng là đang âm thầm cứu giúp chính mình. Một nhà văn từng nói, mọi chuyện trên đời kỹ nhất là thập toàn thập mỹ. Cứ nhìn mặt trăng mà xem, tròn vành vạnh rồi lập tức sẽ khuyết. Quả trên cây cũng vậy, chín rồi sẽ rụng. Phàm là chuyện gì, cũng phải thiếu chung chút mới có thể lâu dài và vĩnh viễn. Đối nhân xử thế, luôn sẽ có ngày cần tới sự giúp đỡ của người khác. Phàm là chuyện gì cũng chừa cho người khác một đường lui. Bản chất cũng là đang cho bản thân không gian để xoay chuyển tình thế. Đừng việc gì cũng phải làm tới mức cho đang ngu ra khoai. Ăn nói cũng phải có chừng mực, biết ý đối đãi với người khác, phải đặt hai chữ trọng lượng lên đầu.
người khác còn đường để đi, còn thể diện để giữ. Và cuối cùng là 8 phần đối đãi. Có câu, nhân sinh hữu chỉ, tác nhân hữu độ. Người với người giao tiếp với nhau, sợ nhất là không biết chừng mực. Quá xa lạ, không đem lại cảm giác thân thuộc. Quá thân thiết, đôi khi sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu, phiền phức. Chỉ bằng cách biết giữ lại khoảng trống một cách thích hợp, tình cảm mới đi được lâu dài. Trên mạng có một câu hỏi như này, phương thức hủy hoại tình cảm đôi bên nhanh nhất là gì? Có một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện của mình rằng, anh ấy và một người bạn khác vô cùng thân thiết với nhau, cả hai coi nhau như người nhà. Trong một lần uống rượu, anh ấy thua trò chơi và bị yêu cầu gọi điện vay tiền bạn. Anh ấy ngay lập tức nghĩ tới cậu bạn thân, cho rằng cậu bạn nhất định sẽ cho mình vay. Rất tự tin gọi điện với giọng điệu ra lệnh, nói cậu bạn chuyển khoản luôn cho mình. Đối phương cảm thấy không thoải mái, nhưng vì giữ thể diện cho cậu bạn nên đã khéo léo từ chối. Kể từ đó về sau, vốn dĩ hai huynh đệ tốt, tình cảm cũng dần dần phai nhạt. Nhà văn Tam Mao từng nói, bạn bè với nhau, chừng mực là điều không thể thiếu. Bất kể là loại tình cảm nào, nếu không biết chừng mực, không biết giới hạn của mình ở đâu, sẽ chỉ khiến mọi thứ bị phản tác dụng. Đối đãi với ai cũng hãy chỉ đối đãi tới 8 phần, 2 phần còn lại hãy giữ lại cho mình. Dành cho người khác khoảng không gian riêng tư cũng là đang cho mình một khoảng trống để thoải mái, không phải suy nghĩ khó xử nhiều. Tôn trọng lẫn nhau, trân trọng lẫn nhau mới là trạng thái tốt nhất của một đoạn tình cảm. Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!